Sức hút khó cưỡng của Future FI125cc phiên bản mới. Ngày 18 tháng 5 năm 2020, công ty Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản mới Future FI125cc, sở hữu động cơ 125cc truyền thống và tiện ích tối ưu, sản phẩm mới của Honda tại Sức hút với thiết kế màu sắc mới cao cấp. Ngay từ khi được Honda Việt Nam giới thiệu vào năm 1999, Future đã khẳng định được vị thế là mẫu xe số cao cấp hàng đầu phân khúc. Với những lợi thế vượt trội nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, động cơ mạnh mẽ, thiết kế thanh lịch cùng độ bền cao và dễ sử dụng, Honda Future đã để lại dấu ấn sâu đậm trong hành trình chinh phục trái tim của hàng triệu khách hàng Việt Nam, đem lại những cảm xúc và trải nghiệm khó quên, với mục tiêu luôn đổi mới nhằm mang lại phong cách nổi bật và trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người dùng. Honda Việt Nam đã nghiên cứu và cho ra đời Honda Future FI125cc phiên bản mới, đem lại cho người dùng nhiều cung bậc cảm xúc mới và khác biệt. Thiết kế vượt trội, Honda Future FI125cc được thiết kế trên ý tưởng đẳng cấp xe số mạnh mẽ và lịch lãm cho người đàn ông trưởng thành, mang kiểu dáng cao cấp với sự trau chuốt đầy tinh tế trong từng đường nét, nhằm làm nổi bật thêm sức hút riêng khó cưỡng cho mẫu xe. Các kỹ sư Honda đã khéo léo thay đổi chi tiết tem xe trên phiên bản vành đai hoa. Logo Future được thay mới với tạo hình 3D cùng lớp phủ chrome sang trọng, tạo điểm nhấn cho tổng thể mẫu xe về một hình ảnh cao cấp và mạnh mẽ. Trên cả hai phiên bản vành đúc và vành văn hoa, hai màu mới lần lượt được bổ sung là bạc nâu đen và xanh đen, giúp tăng thêm lựa chọn màu sắc cho khách hàng. Ngoài những điểm thay đổi thú vị, phiên bản mới Future FI125cc vẫn sở hữu hệ thống đèn pha LED, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng hàng ngày như cường độ ánh sáng mạnh, tiết kiệm ắc quy, an toàn khi đi vào ban đêm, nhìn rõ xe đi ngược chiều và kéo dài tuổi thọ bóng. Mặt đồng hồ với thiết kế cao cấp giúp Future FI125cc mới khác biệt xa với những mẫu xe số thông thường khác. Động cơ có khả năng tăng tốc và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Future FI125cc tiếp tục sở hữu động cơ 125cc truyền thống của Honda được duy trì chất lượng cao với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FE và hệ thống trung hòa khí thải đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Đi kèm là thiết kế lọc gió giúp tăng công suất tối đa và mô men xoắn cực đại, đồng thời đem lại khả năng tăng tốc cao, tiện ích mang lại tiện nghi tối đa cho người sử dụng. Tiện ích là một trong những điều Honda chú trọng nhất khi phát triển các mẫu xe mới. Với phong cách mạnh mẽ và cao cấp, Future FI125cc mới được tích hợp nhiều tiện ích hữu dụng, mang đến hành trình thoải mái và cảm giác an tâm hơn cho người lái. Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước tự động được bổ sung giúp nâng cao khả năng nhận diện khi lưu thông trên đường phố vào cả ban ngày và ban đêm. Bên cạnh đó, xe tiếp tục được duy trì ổ khóa thiết kế hiện đại đa năng 4 trong một dễ sử dụng, an toàn và chống nghỉ rất hiệu quả, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên, hộp đựng đồ thân thiện với người sử dụng, mang lại sự tiện nghi tối đa trên mọi hành trình. Future FI125cc mới sẽ chính thức có mặt trên thị trường từ ngày 29 tháng 5 năm 2020 thông qua hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm hết trên toàn quốc với chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước, và mức giá bán lẻ đề xuất hấp dẫn như sau.